Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ. Chị ơi, em và anh quen nhau được 7 tháng, đã ra mắt hai bên gia đình. Nhà chúng em ở gần nhau, nhưng anh làm việc ở Sài Gòn. Chúng em yêu xa, nó là xa nhưng đi xe máy cũng chỉ 2 tiếng thôi chị. Anh rất thương và quan tâm em. Có thời gian thì anh gọi ngày 2 lần để hỏi han, nói chuyện với em. Còn không thì mỗi tối xong việc, anh gọi rồi hát cho em nghe nữa. Em luôn tin tưởng anh tuyệt đối về sự chung thủy. Nhưng gần đây có một chuyện làm em buồn quá. Quen 7 tháng nhưng hết 4 tháng dịch. Hết dịch anh lên Sài Gòn làm việc. Em vẫn biết và thông cảm cho anh vì công việc dồn nên nhiều. Vì em biết chúng em cũng như nhau, mỗi lần bệnh hay gì cũng không có người yêu ở bên cạnh để quan tâm. Nên anh bệnh, em gọi điện hỏi han, quan tâm anh nhiều. Gần đây, em bệnh, anh cũng gọi điện hỏi thăm. Nhưng em buồn là thời gian gần đây cuối tuần, anh rảnh cũng không về. Anh ở trên đó đi cà phê này nọ với bạn bè. Anh nói dịch, sợ về, lỡ có gì ảnh hưởng đến công việc. Em cũng thông cảm và nói chuyện với anh. Vui vẻ, mặc dù cũng hơi buồn, nhưng hôm nay em buồn lắm chị. Anh có công trình ở xa nên chạy từ Sài Gòn về, ghé qua nhà ngủ một đêm rồi sáng sớm lên công trình. Anh đi cùng anh bạn của anh. Em biết anh mai phải đi sớm nên có bạn đi cùng không thể bắt anh bỏ bạn ở nhà để đi gặp em được. Nên khi biết anh về, em chỉ bảo anh nghỉ ngơi chứ không nói gì. Em không muốn làm anh khó xử. Nhưng cả buổi tối anh không gọi, cũng không nhắn tin em. Dù là gọi em 5 phút hoặc 10 phút, nói em biết là có bạn về cùng. Anh không gặp hoặc nói chuyện với em lâu được. Khuya anh mới nhắn chúc em ngủ ngon. Em vẫn nhắn tin bình thường. Mặc dù lúc đó em đang khóc vì em đang bị sốt, nên thấy tin nhắn của anh tự nhiên em thấy tổn thương. Sáng em cũng vẫn nhắn tin chúc anh công việc thuận lợi. Chỉ có điều em buồn quá. Anh bạn của anh, hai người làm việc chung, gặp nhau hàng ngày, bây giờ về nhà anh. Chẳng lẽ anh bắt buộc phải nói chuyện với người đó mà không dành cho em được 5 phút hay sao? Mỗi lần gọi điện thì bảo em yên tâm, nói thương, nói nhớ, nhưng có dịp về nhà lại không thèm chạy vô thăm em, dù chỉ là đưa em ly trà sữa rồi về chơi với bạn cũng được. Chị ơi, em có phải là người ích kỷ không? Lại đi so đo với bạn kia của anh không chị? Đó giờ em vẫn luôn tôn trọng anh, cũng không kiểm soát, bắt anh phải gọi điện hay nhắn tin cho em hàng ngày. Em đều cho anh có quyền tự do, em luôn để anh mỗi lần nói chuyện với em là mỗi lần vui vẻ, không bị áp lực hay khó chịu, để anh có tinh thần tốt cho công việc của mình. Nhưng sao lần này em thấy khó chịu quá chị ạ? Em có nên nói cho anh ấy biết suy nghĩ trong lòng của em không? Hay đó là vấn đề của em phải tự giải quyết? Cho tới giờ thì em vẫn nói chuyện bình thường với anh, nhưng em cứ suy nghĩ mãi. Nhờ chị tư vấn giúp em ạ, em cảm ơn chị. Em thân mến, không phải là em ích kỷ đâu, cái phản ứng của em là rất bình thường. Và nói thật là với bất kỳ một ai, không chỉ đàn ông hay phụ nữ, con gái hay con trai, gặp cái tình huống mà người yêu của mình đối xử với mình như thế thì cũng không ai chấp nhận được. Và cũng không ai có thể cảm thấy như thế là bình thường được. Em hỏi chị là em có nên nói không? Nên nói, phải nói nhớ, cho người ta biết cái suy nghĩ của em, người ta đã làm em tổn thương như thế nào, và em cũng có lòng tự trọng của mình. Nhưng với tư cách là người yêu, em có quyền hỏi anh ấy, có quyền nói với anh, có quyền chia sẻ với anh những cảm xúc của mình. Không phải là mình gây khó dễ hay là mình gây khó chịu cho người ta, nhưng mà không phải lúc nào cũng dĩ hòa vi quý là tốt đâu. Đôi khi cũng phải cho người ta biết là mình cũng biết giận, mình cũng có quan điểm của mình, mình cũng có chính kiến của mình cũng là con người, mình cũng biết bị tổn thương, để người ta hiểu. Chứ không phải là lúc nào mình cũng là hoa hậu thân thiện thì là tốt đâu em, đúng không? Đương nhiên cái việc mà em cố gắng nỗ lực để đem vào đó những cái sự tích cực nó là điều rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Cuộc sống có những cái mâu thuẫn, có những cái khó khăn, có những cái nó bất đồng, chúng ta phải chia sẻ với nhau. Em nói chuyện với anh ấy đi, chị nghĩ rằng em nên nói để người ta biết. Sau đó em nói xong mà người ta chưa có sự giải thích thỏa đáng thì em có quyền im lặng với họ. Em giận họ không có nghĩa là mình đòi chia tay luôn, nhưng mà em có quyền giận, em có quyền không trả lời họ, đúng không? Thì để cho họ nhận ra là nếu mình không ứng xử đúng thì mình cũng sẽ có thể mất cô ấy đấy. Mình cứ làm cho người yêu mình bị tổn thương rồi trái tim của cô ấy cũng chai sạn đấy. Phải để người ta hiểu như thế, em cũng có giá trị của mình, em cũng có cảm xúc của mình, và một người đàn ông phải tôn trọng cảm xúc của em thì mới có thể ở bên em được nữa. Em phải cho họ thấy điều đó. Bây giờ chị nghĩ rằng em nên nói với người yêu em, nói với anh ấy như thế này: anh ạ, có phải là anh không muốn gặp em không?
Em muốn anh thực sự thoải mái trong cái mối quan hệ này. Nếu như thực sự không muốn gặp em hay có vấn đề gì đó mà không muốn ở bên em thì anh cứ nói với em. Bởi vì em thực sự bị tổn thương ở trong lòng. Em buồn lắm. Hôm đó em thực sự em biết là anh có về nhà, anh có ghé qua thăm nhà. Thế nhưng anh lại không nói với em. Hôm đó em còn bị sốt nữa cơ, nên em bị tủi thân lắm. Không có người nào thực sự yêu một cô gái mà lâu như thế không được gặp nhau, mà về đến tận nhà rồi cách nhau có một chút thế thôi lại không muốn gặp người yêu của mình. Nếu như anh thực sự không yêu em thì anh hãy nói với em, đừng làm em đau khổ. Hoặc là anh có tình cảm với người khác, anh cứ nói với em. Em không bao giờ muốn mình sẽ là người gò bó người khác, hay là áp đặt người khác, hay gây căng thẳng cho người khác đâu. Em không muốn đóng vai ác đâu. Em không muốn làm một người ác như thế trong cuộc sống của anh đâu. Nhưng em cũng là con gái, em cũng có suy nghĩ của mình, em cũng biết tổn thương. Nên nếu có gì thì anh cứ chia sẻ với em nhé. Đấy, em nói như thế để xem anh ấy sẽ nói gì. Còn nếu như anh giải thích những cái điều mà nó không thỏa mãn em, rồi là nói là công việc thế này thế kia, nó không thuyết phục, em im lặng cho chị. Em im lặng cho người ta phải tự chất vấn lại chính mình, để cho người ta đối mặt với cái suy nghĩ là sẽ mất em theo như thế nào đi. Bởi vì chị nghĩ rằng em phải thận trọng với cái mối quan hệ này. Bọn em quen nhau được 7 tháng, đúng không? Chị không biết giữa bọn em nó tiến triển đến đâu rồi để biết. Bởi vì nhá, chị không muốn là em sẽ rơi vào tình huống này. Nhưng có những tình huống như này này, chàng trai không thích con gái nhưng mà muốn che giấu, rồi là muốn thể hiện trước bố mẹ cho bố mẹ cảm thấy thoải mái hay bên gia đình thoải mái, thì họ cứ kiếm đại một cô gái để làm bình phong cho mình. Nhưng có những người đàn ông như thế, chị không muốn là người đàn ông của em như thế, nhưng mà chị sợ là như thế đấy. Bởi vì một người đàn ông suốt ngày nói những lời yêu thương, nói nhớ, nói yêu nhưng không muốn gặp. Nhà thì ở cạnh mình, thế thì là lý do ở đâu? Ôi em ơi, người đàn ông ấy, một người thật thực sự yêu em, người ta có nhu cầu của người ta chứ. Nhu cầu được gặp mặt, nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được hôn, nhu cầu được nắm tay, thậm chí là nhu cầu có chuyện ấy. Thế chị không biết bọn em tiến triển đến đâu rồi, em thấy cái chuyện đó của anh ấy nó có bình thường không? Đúng không? Anh chị phải biết chứ còn. Nó rất là kỳ lạ ở cái chỗ là anh ta vẫn nhắn tin cho em, vẫn quan tâm cho em, vẫn nói nhớ, vẫn nói yêu. Nói nhớ, nói yêu mà không muốn gặp người yêu, làm gì có chuyện như thế. Đúng không? Cho nên chị nghĩ rằng em phải thận trọng hơn trong cái mối quan hệ với anh chàng này, rồi để tìm hiểu cho kỹ đi. Nhá, nói chuyện thẳng thắn với anh ý để xem anh ý giải thích như thế nào. Còn anh cứ vòng vo thì là mình sẽ phải có cái suy nghĩ của mình sẽ có ứng xử của mình im lặng với anh ý đi. Để xem là anh ý có dỗ dành mình không? Anh ý có nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ này không, hay là mình giận mình im anh ta cũng im luôn. Bởi vì với tất cả những ứng xử của anh ta em có quyền giận nhá, không có một người con gái nào mà chấp nhận được cái điều đó cả. Giận anh ấy đi, nói chuyện với anh ấy mà anh không giải thích đúng thì giận anh ấy đi, im lặng với anh ấy đi, đừng đòi chia tay vội, nhưng im lặng với anh ấy đi để xem anh ấy sẽ phản ứng như thế nào. Hay là nó cũng chỉ là một những cái câu giải thích yếu ớt, sự nỗ lực yếu ớt mà không hề xoa dịu cho em. Nếu như vậy thì em sẽ không có hạnh phúc được với người đàn ông này đâu nhá. Chị sợ nhất là em lại yêu phải một người đàn ông mà không yêu con gái mà yêu con trai đấy. Tốt nhất là không phải như vậy, nhưng đấy cũng là một cái tình huống để em có thể cân nhắc nhá. Cái thứ hai nữa phải cẩn thận, bởi vì rất có thể anh ta có người khác thì sao? Cái biểu hiện của anh ta cũng rất phù hợp với một cái tình huống nữa là anh ta ở trên Sài Gòn lại có một cô khác. Đã không biết là đang tán tỉnh, đã quen nhau hay cái gì gì như thế nào cả. Thế họ muốn lừa dối em. Đó, thì đấy là những cái khả năng có thể xảy ra. Nó khiến cho một người đàn ông hàng ngày vẫn nói yêu, nói thương, nói quan tâm đến mình, thế nhưng lại không muốn gặp mặt mình. Nó là vấn đề rất lớn em ạ, nó không phải là vấn đề bình thường đâu. Cho nên hãy chia sẻ với anh ấy, hãy nói chuyện với anh ấy, hãy nói cái câu mà chị chỉ em ở trên ấy, để xem anh ấy giải thích như thế nào. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó. Nhấn vào theo dõi, like rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó.
Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.